Chị xin chào anh chị, hôm nay bên cửa hàng chị mới vừa về một chiếc xe cỡ nhỏ giá rẻ nè chị. Mazda 3 2015. Xe này chạy 38.000 cây, một chủ từ đầu, bốn cái vỏ là còn theo xe luôn chị. Bốn cái vỏ xe là còn theo xe luôn. Chưa có thay luôn. Chất xe thì còn đẹp nè. Nước sơn thì liền là. Một mức giá quá là hợp lý luôn, chỉ có 390 triệu à. Được cái Mazda 3 đi tiết kiệm xăng cực kỳ luôn anh chị. Còn mẫu xe thì cái thiết kế thì nó đẹp. Vậy đó, nước sơn nó liền lạc lắm. Đi vào trong nội thất nè, 2015 mà đã có cửa sổ trời rồi này. Đây, đó, cửa sổ trời nè, ghế da nó còn đẹp luôn nè. Xe chạy 38.000 cây à, chuẩn chưa km luôn anh chị. Bốn cái vỏ nó còn theo xe luôn á. Anh chị coi cái cần số nè. Và xe này một chủ từ đầu, chìa khóa thông minh nè. Đó, nè, vô lăng này còn đẹp lắm. Đó, một chủ từ đầu thì anh chị cứ yên tâm nha, số km là chính xác anh chị. Đây, đó, quá đẹp luôn. Được cái nội thất nó cũng nhìn nó cũng sang rồi nha. Tuy là 2015 mà cái nội thất nhìn cũng còn rất là sang luôn chị. Đó, đi lấy con này đi che nắng che mưa quá là ok luôn, 390 triệu à. Anh chị nào quan tâm chiếc Mazda 3 này đến coi. Nè, anh chị coi cái dàn ghế này còn đẹp lắm. Ghế da đó ha, nè. Đó, ghế bên bên tài nè. Đó, này ghế bên phụ nè. Nó da không có hao mòn luôn nha. Xe này xe gia đình, 100% gia đình luôn. Không kinh doanh luôn. Nè, cái chỗ gối tựa tay này còn đẹp lắm. Đó, vậy thấy không? Đó, cửa sổ trời nè. Vô lăng còn đẹp lắm nha, vô lăng cần số còn đẹp lắm. Xe chạy 38.000 cây chuẩn chứ km luôn. Mấy cái vỏ nè, còn theo xe hết luôn, còn vậy lắm. Vỏ này anh chị đi được khoảng tầm hơn 30.000 cây nữa mới mòn. Mấy cái phần tắp bi cửa cũng vậy nè. Keo chỉ mọi thứ nè, bên cửa hàng mua bán đảm bảo cho anh chị luôn. Keo chỉ nguyên zin, cam kết là máy móc là nguyên zin luôn. Nói chung cũng bao anh chị đi test hãng thoải mái. Anh chị mua xe mà không an tâm thì cứ đi test hãng. Xe này bên chiều bán 390 còn thương lượng. Đến coi chịu bớt thêm chút nữa cho anh chị. Nè, cốp đồ cũng rộng rãi quá giờ luôn vậy đâu. Đó nè. Ốc ốc cốp nè. Còn zin luôn đó nha. Keo chỉ là còn nguyên zin hết luôn. Ở đây là bánh xe dự phòng ở đây nè, đây. Đó, bánh xe dự phòng nè. Có lăn nhẹ thôi. Chỉ có lăn nhẹ thôi, cái bánh xe dự phòng còn dày. Cái đồ nghề dây cặp bình là còn luôn nè. Đó, mua Mazda được tặng cái dây cặp bình. Xe này thì hình như là biển ở biển Sài Gòn luôn nè. Đó, một chủ từ đầu. Xe được sản xuất là 2015. Đó nè, bốn cái vỏ là còn theo xe dành vậy luôn nha. Nè, mấy cái phần cản này còn khít lắm. Nè, nước sơn nó liền lạc. Đó, mình bọng thắng băng nè. Giá chỉ có 390 thôi. Nói chung anh chị có quan tâm cái chiếc Mazda 3 này nè, anh chị đến coi, chị bớt thêm chút nữa cho anh chị. Đó, nè. Lấy con này đi che nắng che mưa quá là ok anh chị ha. Nè, đó, 2015 mà đã có cân bằng điện tử nè. Ngắt động cơ tạm thời nè, xe này đi tiết kiệm nhiên liệu lắm, Mazda 3 đi tiết kiệm nhiên liệu lắm. 38.000 cây đúng luôn anh chị. Đây, anh chị có cái vô lăng còn đẹp lắm. Đây nè. Vô lăng này còn đẹp lắm. Ghế bên tài nè. Không hao mòn luôn nha. Mấy cái vân nè, nó còn dày cui à. Thấy không? Nè. Đó, quá là ok luôn. Cần số nè. Mấy cái nút dặn nè. Điều hòa nè, mấy nút mà dặn chỗ điều hòa nè, màn hình DVD nè, có cắm lùi luôn nha. Chất xe thì còn đẹp, giá tiền thì quá là hợp lý luôn, có 390 thôi. Nè anh chị coi là có chỉnh gương chỉnh điện luôn nè, đó nè, gương chỉnh điện xếp gương luôn nè, đây xếp vô luôn nè, bấm ở đây nó sẽ xếp vô nè, dặn lên, xếp gương luôn, gương chỉnh điện luôn, đây auto luôn nè, đầy đủ hết, mà các chi tiết nhựa tapi nè. Đó, keo chỉ thì khi mà bên cửa hàng mua cũng đã có kiểm tra hết rồi, anh chị cứ yên tâm. Đó, rất là ok ha, xe đẹp anh chị ha. 390 triệu thôi. Đây. Mazda 3 được cái chạy nó không có lỗi thời anh chị. Nè, Mazda nó không có đổi mẫu nhiều. Tới đời 2024 bây giờ luôn nó cũng đâu thay đổi nhiều đâu anh chị, nó cũng vậy à. Đó, động cơ 1.5 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy móc nè. Khung xương nguyên bản bên cửa hàng chiều ban mua bán có đảm bảo cho anh chị, máy móc keo chỉ khung xương đảm bảo cho anh chị là nguyên bản hết nè. Đó, ốc cabo nè ha, những phần động cơ nè, đó nè, máy móc là còn nguyên zin hết. Đó, chất xe còn đẹp lắm. Rồi cái chiếc Mazda 3 này bên cửa hàng chiều bán giá là 390 còn thương lượng, thì anh chị các bạn có quan tâm cái mẫu Mazda 3 này đến coi nha. Hiện tại bây giờ cửa hàng chiều cũng còn rất là ít xe luôn anh chị. Anh chị nào mà có xe muốn bán thì nhớ liên hệ chiều, chiều sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn cho. Hiện tại đang cần mua xe ô tô cũ. Đó, đây nè. Còn rất là ít xe luôn.
Thì sẵn tiện đây Triều giới thiệu cho chị hai cái xe bên Triều mới về. Fortuner máy dầu số sàn 2022 895 triệu, Innova số sàn 2022 690 triệu, mới vừa về. Ở dưới đây thì có một chiếc Honda City 2019 bản top 425 triệu. Ở đây thì có chiếc Centos 2021 bản premium giá là 590 triệu. Everest 2022 máy dầu 7 chỗ gầm cao chạy 27.000 cây giá là 995 triệu. Ở dưới đây thì có một chiếc Soluto chạy 1.000 cây, 1.900 cây, cho là 2.000 cây đi. Xe này bên Triều bán 430 triệu còn bớt. Xe này nó như xe mới luôn, anh chị mua nó không khác gì xe mới luôn, rẻ hơn xe mới. Ở đây thì Triều có chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2021 giá là 870 triệu. Rồi, anh chị có quan tâm xe nào liên hệ Triều đến coi, Triều bớt thêm cho anh chị.